Rồi đến lúc mà nó đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái Phật bà trong tử vũ tôi giái. Mẹ lo quá, mẹ không biết làm sao bây giờ, tôi cứ quỳ ở đó. Trời thì trời mưa rất to, tôi cứ quỳ ở đó. Tới hôm nay nhân cái dịp này là tôi mới nói cho nó nghe đó. À vậy à? Dạ, tại vì lúc đó thì cái chương trình trung thu nó tới rồi, như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh. Thì hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong. Lúc đó thì tại vì ai cũng lo lắng hết, thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa vẫn vậy. Cái 3 tuổi, tôi đã 9 năm làm mẹ chồng. Và đây là con dâu yêu quý của tôi. Em tên là Trương Huỳnh Thanh Phương. Em năm nay 37 tuổi. Hiện tại thì em làm nhân viên văn phòng cho một công ty tập đoàn của Nhật. Và hiện tại là em đang sống ở quận 7. 9 năm là một câu chuyện cũng khá dài ha. Cũng có nhiều góc khuất đây. Dạ đúng. Cô, công việc của cô hồi xưa làm gì ạ? Lúc đương thời thì tôi làm giáo viên. Dạ. Đây là học trò yêu quý của tôi. Tôi là giáo viên cấp 2, tôi dạy môn sinh vật. Rồi cái ngày mà phát hiện ra cô ấy là con dâu tương lai của mình thì cô nghĩ như sao? Lúc mà con trai tôi về nói mẹ, con làm bạn với Thanh Phương. Thanh Phương thì mẹ ok liền. Bởi vì mẹ đã dạy là 20 năm rồi, cho nên là mẹ hiểu được cái tính nết cũng như được cái nhân cách của cô bé này, cho nên mẹ ok con cứ việc tiến tới, còn không tiến tới được thì mẹ tiến dùm cho. Khi mà em vô cái môi trường cấp 2 á thì lúc đó là năm lớp 6, em với ông xã là họ là bạn học chung lớp luôn. Ông xã em làm lớp trưởng, còn em á thì thuộc dạng làm quậy ở trong lớp, cho nên là thường xuyên bị lớp trưởng ghi tên trên bảng á. Thì lúc đó là má em không có dạy, nhưng mà má em là giữ khét tiếng của cái trường đó. Lúc nào á má em đi tới đâu á là xách một cái cây dài vậy nè, rồi lê từ phòng giáo viên á mà xuống tới lớp á, là đi tới đâu là học trò nó dạt hết. Thì lúc đó là lớp vắng tiếng, má thấy là cái sao mà cái lớp nữa ồn quá thì mới xách cây đi xuống. Má em vô thì nhìn lên bảng thì thấy tên của em á là có 4 lần ghi trên bảng, có nghĩa là nói chuyện mà liên tiếp luôn không ngừng á. Thì má em mới kêu lên nói là con Thanh Phương là con nào. Thế là em mới lên thì má mới nói là cúi xuống, bây giờ 4 lần ghi lên bảng là phải đánh 4 cây. Thế là em khóc, cái má em nói là thôi bây giờ là tôi cho mắc nợ nha, bây giờ đi xuống dưới lần sau mà tôi còn thấy nữa là tôi đánh. Thì đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với má. Khi về nhà tiếp xúc lại với mẹ chồng thì thấy là ở nhà mẹ một tính cách là một con người hoàn toàn khác. Em cảm thấy yên tâm, không có gì phải sợ. Chắc có lẽ hai người cũng hiểu nhau quá nhiều đúng không? Nên về nhà khi mà làm dâu với làm mẹ chồng thì nó dễ hòa hợp hơn. Mình hợp nhiều không cô? Hợp nhiều, ai cũng dám nói dám làm. Như vậy thì mâu thuẫn nhau cũng từ chỗ này. Thì có những lúc ông xã chị ổng nhậu say nhậu xỉn rồi không có rước chị hay là như thế nào đó thì về giận nhau thì má lúc nào cũng đứng về phía chị, và thậm chí là la và có khi là cũng đánh ông xã. Lúc nào má cũng bênh vực chị. Cô đánh con trai luôn á hả? Đánh chứ. Đánh vì đối xử con dâu không tốt hả? Không, không hoàn thành nhiệm vụ trong nhà. Cái hoàn nhiệm vụ là hôm nay vợ không đi xe thì phải lên đón, mà không phải là nó nằm gần đâu, nó nằm mãi Đồng Nai, mà nó về là cái chỗ nó đó là đâu, ở Bình Thạnh ở đâu gì tôi không có biết ở đâu. Rồi ở nhà say ật ra, mà giờ bỏ vợ như thế thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái đó là phải đánh, tôi đánh đấy. Bái phục. Cái mâu thuẫn cùng chung cái tính mà gây ra mà làm cho tôi bực lắm luôn á. Dạ. Bực nhất luôn á nha, bực thiệt bực luôn á. Là như thế này, con dâu tôi thì nó năng động, nó thích đi làm việc xã hội lắm. Mùa hè xanh hay là đi từ thiện các nơi nó tích cực lắm. Thì tôi ủng hộ, tôi nói mẹ rất ủng hộ con cái việc để con ở nhà cho mẹ trông đi thoải mái, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Tôi giận nhất là cái lúc mà có bầu cái thằng bé thứ hai. Lúc đó là nó đi làm cái vụ là trung thu cho những cái bé nghèo, nó vật vã, nó đi, nó đến mấy cái nhà nó xin đầu tư đó. Con đi ít thôi, con đang có bầu đấy. Mẹ ơi, mấy hôm nay con ra huyết, con phải lên Từ Dũ khám. Con có đi khám. Nói thì cũng yên tâm. Ngày nào ông về hỏi con nay sao, cũng vẫn còn ra huyết mẹ. Cái đến ngày thứ ba tôi rình, tôi thấy có cục huyết. Không được rồi, đi ngay lên Từ Dũ cho mẹ, lên tức khắc. Cái nó nói
có gì phải gấp gáp như thế hả mẹ? Bây giờ tối rồi lên nó cũng đâu có làm cái gì đâu, cho con ngủ ở nhà đi rồi sáng mai con lên. Không, con cứ lên đó mà ngủ, dứt khoát tôi bắt đi. Vừa lên đến nơi thì bắt đầu thế là con dâu chuẩn bị vào mổ cấp cứu. Cho nên lúc đó là tôi giận lắm. Giận là bởi vì nó cũng mạnh mẽ mà, nó không biết sợ. Vì đến lúc mà nó lên đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái Phật bà trong Tử Vũ tôi giái. Mẹ lo quá, mẹ không biết làm sao, bây giờ tôi cứ quỳ ở đó. Trời thì trời mưa rất to, tôi cứ quỳ ở đó. Tới hôm nay nhân cái dịp này á, là tôi mới nói cho nó nghe đó. À vậy à, không đi lo sức khỏe cho mình mà chờ tới như vậy em. Dạ tại vì lúc đó thì cái chương trình trung thu nó tới rồi. Như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh. Thì hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong. Lúc đó thì tại vì ai cũng lo lắng hết. Thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa như vậy. Một hình ảnh một người mẹ mà quỳ suốt trời mưa cầu nguyện như vậy. Nhưng mà mẹ em là người Bắc còn em là người Nam, chắc cũng có nhiều cái chuyện mà nó không hợp nhau. Ba nhà em thì miền Nam chính gốc luôn cho nên là nấu ăn ngọt lắm. Thì qua bên nhà má chồng thì má chồng là người Bắc, ăn thì thường lại ăn những cái món luộc. Canh thì cũng không có nêm bột nêm mà chỉ là những cái rau củ quả nó ra chất ngọt thì thêm miếng muối là ăn. Thì lúc mà em qua em nấu cơm thì ba chồng không ăn được. Thì má chồng cũng có nhắc khéo là con bỏ ít đường lại nhưng mà nhiều khi cũng quen tay. Sống một thời gian thì má chồng cũng quen cái ngọt của em và em cũng quen luôn cái lạc của má chồng. Thì nó hòa nhịp lại với nhau thì em thấy cũng ổn. Cô ơi, ở nhà ai là người nấu ăn chính hả cô hả? Cô là người nấu ăn chính. Cô làm nhiều việc lắm, vừa đi làm nhà nước, vừa làm ô xin, vừa làm bảo mẫu. Mà cháu thì nó nuôi một kiểu của nó, mình nuôi kiểu của mình. Mình thì mình chỉ cần là nó phải ăn cái gì cũng phải là phải no bụng. Còn nó thì nó không có quan niệm như thế. Nó bây giờ chỉ cần ăn đủ thôi, không cần ăn no mẹ ơi. Chồng nó mới nói, bà cho nó ăn cái nó gan cái bụng nó ra, nó không hẹp lại được, nó thành cái thằng bụng phệ luôn á. Thế nó giờ thì mẹ biết rồi, thôi mà con cho nó ăn đi. Mẹ khỏi cho. Nó là giỏi á hả? Đúng rồi, giỏi. Thôi giờ mà em giận mẹ chồng nó lâu không? À, dạ cũng có. Em thì cái tính em hay thù dai á, cho nên là em hay để bụng nữa. Thì có một lần á, dọn một cái bàn ăn ra thì má em á, là ở nhà có nuôi thêm mấy đứa cháu nữa. Má em lại mời cơm mấy đứa cháu mà không có nói gì tới em hết. Giống như nói thôi tụi bay ăn đi hay là gì đó. Thì má cứ là cho chăm chút cho mấy đứa cháu nhiều hơn. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình tủi thân quá trời luôn. Mình nói là tại sao mình lo lắng cho má nhiều như vậy á, mà lên tới bàn ăn mà má không có để ý gì tới mình hết. Cho nên là giận. Vậy giận thôi đó hả? Dạ thì rất là nhỏ nhưng mà tại vì do là mình là cái người mà hay để bụng á. Ủa cô, con nghĩ là cô quên hay là cô... Cô cũng không nghĩ là nó buồn như thế. Không, chắc giờ mẹ mới biết. Giờ mới biết đó chứ. Cô cứ nghĩ rằng nó thì bề nào nó cũng còn có chồng nó, còn có cha mẹ. Còn những cái đứa cháu mà nó từ ngoài Bắc vào đây nó ở với cô thì đơn giản là nó chả có ai. Cái tính nết của nó thì cô biết, cô cứ nói là vào ăn đi cháu. Nếu mà cô mà biết nó vậy thì nói Xuân ăn đi con. Thì chắc là em ấm đúng không? Cô nghĩ rằng nó lớn hơn thế rất là nhiều. Nó hiểu. Thì cái đó chắc không sao đâu. Hèn đâu mà giờ con tôi buồn. Chuyện chút xíu mà giờ mới thấy nó buồn à. Thương ghê Lúc mà chị mới về nhà thì mẹ chị với chị rất là hợp nhau. Sau này có em bé thì thường hay đụng độ về những cái cách dạy á. Có thể là từ lúc đó là hai mẹ con có những cái khoảng cách nhất định. Và từ từ là chị cảm nhận được là có những chuyện mẹ không có chia sẻ với mình nữa. Có những cái dự án mẹ không nói trước với mình. Và mẹ tự ý mẹ làm luôn. Cũng có một công ty đa cấp tới họ mời mẹ làm việc cộng tác viên với mẹ. Thì họ nói họ mời chào dữ lắm. Nó đánh vào cái tâm lý của người lớn tuổi, người ta thích kiếm tiền nhanh á. Thì mình nghe qua là mình đã thấy nó không ổn rồi. Nó dụ mẹ, sợ mình cản mà. Mẹ không nói. Xui cho cái thằng đó là nó lại gặp chị ở một chỗ khác. Rồi nó không nhận ra chị. Thì chị là cái thằng này hôm bữa nó tới nhà mình rồi. Mình thử tới mình tìm hiểu riêng nó thử coi sao. Thì tới tìm hiểu thì nó đang nói chuyện với một người khách hàng của nó. Thì nó gặp thì mình nói em đang bán cái gì vậy, có thể cho chị biết được không? Thì nó ngồi nó nói, nó khui ra nó nói. Mình nghe qua là mình thấy nó đã lường gạt. Nó là một cái nhóm lường gạt rồi. Thì mình mới giả bộ mình nói là chị là con dâu của cái cô dùng đó. Hôm bữa em tới chơi đó. Thì mẹ chị có mua chưa vậy em?
Nó nói là trời ơi, mẹ chị ủng hộ em quá trời rồi, mà chị còn còn lo sợ cái gì nữa. Mẹ chị ủng hộ bao nhiêu rồi? Thì nó nói là dạ hơn 100 triệu rồi chị. Thì lúc đó là chị không lung bung lỗ tai rồi. Bây giờ mình phải nói với mẹ như thế nào để cho mẹ biết mà dừng lại, mà không dấn sâu vô nữa. Nhờ ông xã ông nói giùm. Thì sau đó thấy im, nghĩ là mẹ ok, mẹ hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà sau đó nữa thì lại biết là mẹ lại thêm vào đó nữa. Thêm mớ nữa. Thêm một mớ nữa. Cô chủ yếu là cô chăm sóc sức khỏe cho cô với cho con gái cô nó bệnh tim. Chứ cô không, cô chưa tính tới cái lời. Cô không có mạng tới cái lời. Cô nói tôi không có làm ăn. Thực ra trong nhà thì nó, nhà tôi thì nó lại thoải mái này. Tiền ai nấy xài, không đụng gì tới ai cả. Ai muốn làm sao thì cứ trong cái khoản của mình mà làm. Đừng có để nổ nợ ra gia đình là được. Cái đó là dứt khoát. Không là không. Giờ này tụi nó cũng bắt chiếc nhỉ. Tiền ai nấy xài. Tiền nó khỏe ha. Hai vợ chồng nó mua được cái nhà trong chung cư. À, cũng giúp con này kia cái nợ đi mua được cái nhà trong chung cư. Thì mình nghĩ là mình cũng đối xử tốt với con mình. Chắc là nó cũng chưa có ra đâu. Không có. Nó được cái nhà rồi nè. Hai vợ chồng nó hổ hởi nó chuyển. Trời ơi, nó cong lưng, nó kêu rồi ngồi đến này. Chuyển kinh khủng. Không nghĩ gì tới mình nghĩ gì hết trơn. Cái nó đi rồi xong mình ngồi nghĩ. Ủa sao mình buồn dữ. Tự nhiên con cháu mình cái đem đi hết. Nó đem đi hết. Nói thằng con trai. Ôi giờ mày đem vợ mày đi thiệt nữa đấy hả? Chứ giờ không lẽ rồi vợ con muốn đi rồi làm sao? Tao nuôi mày từ đó rồi mày không nghĩ gì. Xong bây giờ vợ mày kêu đi cái mày đi. Gì chứ bây giờ mẹ muốn con làm sao? Thì mày đi vợ mày đi. Chứ giờ nói như sao giờ? Cái ngồi buồn. Buồn ơi là buồn luôn. Nói trời ơi, mình cũng thương con dâu. Thực sự là nói là con dâu chứ tôi thương nó như con gái. Nhưng lý do tại sao em không bàn bạc nói chuyện với mẹ chồng trước? Khi mà em có ý định ra riêng á, là tại ông xã em là con một. Cho nên là em nghĩ cuộc đời là sẽ ở nhà đó suốt đời rồi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì tự nhiên em suy nghĩ là ông xã em phải trưởng thành lên một chút. Ở nhà thì ba má em á, là do là thương con á, cho nên là làm hết trơn à. Thì em muốn là bây giờ nếu mà mình tách ra riêng á, thì ảnh sẽ cảm thấy là ảnh có trách nhiệm hơn. Thì lúc đó là có xuống xin phép ba má. Ba má đồng ý thì em mới đi kiếm nhà. Ba má không có nghĩ là tụi em dọn ra nhanh như vậy. Tất cả là em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nghĩa là em đi coi một số chỗ rồi. Rồi sau đó em mới về em xin phép. Thì khi mà được má đồng ý thì em cũng không ngờ là má đồng ý luôn. Tại em nghĩ là má sẽ không có đồng ý. Cái vấn đề là không phải ra riêng, không ra riêng. Ra riêng thì ông bà đồng ý là đã hỗ trợ đi mua nhà đúng không? Nhưng cái thái độ khi đi ra đó, ra cũng có vui mấy, cũng hơi buồn xíu trời. Sao ba mẹ cũng buồn quá. Sao trời ơi, con thiệt con ra là cũng đứt ruột lắm ba mẹ ơi. Cũng phải thấy, quan trọng là thái độ đúng không cô? Đúng vậy. Thấy chưa? Lúc đó em có thấy thái độ mẹ chồng với cha với ba mình buồn không? Em không để ý. Vui quá rồi đó. Vui quá. Coi như ra thoát được là mừng lắm á. Coi như chim đủ lông đủ cánh rồi đó. Bây giờ không có cần cái hang bà già nữa đâu. Không vẫn phải cần. Có cái cần á. Tại vì hai vợ chồng đi làm 8 giờ mới về thì con phải là ông bà thôi. Thì nói chung cái cần này nó cũng không quan trọng lắm. Nó còn nói thế này chứ, con muốn chuyển nó về cái trường gần con. Chuyển sát nhà cho nó tự đi bộ. Còn có niềm vui cuối cùng mà chuyển luôn nữa. Nở lòng nào vậy em? Cái đó là ông xã em. À, bây giờ mình tiếp tục mình nghe con trai cô nói cái gì nha. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đừng có làm lụng nhiều, đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ sống vui tươi, thoải mái với lại con cháu trong gia đình. Với bà xã thì anh cũng mong muốn em là trong cuộc sống thì có những cái gì đó mà không hài lòng về gia đình, về anh thì hãy chia sẻ, chứ đừng để trong lòng. Khi chia sẻ hết thì mọi chuyện sẽ vượt qua. Tính mẹ rất là hay lo lắng. Mẹ lo những cái đáng và những cái không đáng luôn nữa. Tới giờ cơm á, tới đúng 4 giờ là phải ăn cơm. Mấy đứa con nít mà ở nhà 4 giờ mà chưa ăn là bắt đầu bà nội gào thét lên là rồi đến 5 giờ là phải tắm. Cứ như vậy giống như là quân đội vậy đó. Cũng có những lúc mà tụi nó chưa đói chẳng hạn thì má la lên á thì má cũng sẽ không có được vui. Thì cho nên là em mong muốn là má là bớt lo những cái chuyện vặt nó lại. Còn có một cái điều gì phiền phức mà em cần nói với mẹ má trong ngày hôm nay nữa không? Dạ có một điều á là làm cho em rất là hối hận á.
Mà thật ra là má em bị một căn bệnh rất là nặng, nhưng mà má không nói cho ai nghe hết. Má cứ ấp ủ trong người như vậy, rồi cứ tự đi tìm cái cách để chữa. Thì hiện tại bây giờ là má đã hết rồi. Nhưng mà khi má hết rồi má mới nói. Lúc đó là má phát hiện ra một khối u trong người. Đi tới bác sĩ người ta kiểm tra thì nói là u ác tính. Thì má biết là cái sức khỏe của má là không thể nào xạ trị được. Cho nên là má cứ cứ đi tìm thuốc nam rồi thuốc bắc rồi này kia má cứ uống. Sau khi chữa khoảng 1-2 năm á, thì kiểm tra lại thì bác sĩ nói là khối u đó hiện tại là nó đã gom lại và không còn phát triển nữa. Thì lúc đó má mới nói má bị như vậy. Thì lúc đó em buồn, ơi là buồn luôn. Em nghĩ là mình thương má như mẹ mình á, và những lúc như vậy má không có nói với mình. Nếu như mà má có bị cái gì, má chết hay là như thế nào thì đó là em rất lo hận. Em rất là buồn như vậy, cho nên là em mong muốn là sau này má cái gì cũng chia sẻ với con cái. Nếu mà không nói được với em thì cũng có thể nói được với ông xã. Cái bệnh nó rất là đau. Có con cái ở bên cạnh đó thì má sẽ đỡ phần nào cái đau đớn đó. Những cái chuyện quan trọng gì mà sao cô cũng chia sẻ với con trai? Bây giờ tôi nói chú nghe, bây giờ là cái bệnh ung thư thì làm sao mình chia sẻ với tụi nó. Thứ nhất chỉ để tụi nó lo ra thôi, chứ tụi nó đâu có chia sẻ được cái gì. Bạn bè cứ nói tại sao bóng nói thì mọi người làm được cái gì. Bởi vì xạ là khó có thể nào mà sống được lắm. Tôi mới hỏi xạ bao nhiêu tia, nó nói ba mấy tia. Bao nhiêu tiền một tia? 15 triệu một tia. Cái tôi hỏi mấy tia thì chết. Hên xui, tùy từng người. Nói chung đây là một người rất là bản lĩnh. Thông qua câu chuyện này thì cô có mong muốn con dâu và con trai của mình làm thay đổi điều gì không cô? Muốn chứ. Dạ. Tôi chỉ mong muốn là hai đứa con hãy thương em như bây giờ mẹ đang ở với các con. Cho đến khi nào mà mãn đời mẹ, các con thương em y chang như vậy. Mẹ không dứt khoát, không để các con lo một tí nào. Bởi vì tôi mà ngấp ngáp một cái là tôi đi cái chỗ của tôi rồi. Cô đi đâu vậy? Cô chỉ thích lên một ngôi chùa nào xa thiệt xa cô ở. Chết tại đó luôn. Trời, cô làm gì lỡ ở nhà còn lo co thêm. Con cháu lo nữa cô. Con cháu nó không lo, nó nói vậy cho con cháu buồn. Nó nói buồn thì mẹ chết, đương nhiên cái con buồn rồi. Chết ở đâu cũng buồn. Chết trên tay các con còn buồn hơn nữa. Thôi, nếu nói chuyện giá chóc đây mệt quá. Cô khỏe lắm ha. Một người cá tính rất là mạnh mẽ. Anh nghĩ rằng là hai vợ chồng cho dù có ở riêng đi nữa thì cũng phải quan tâm, chăm sóc, để ý tới mẹ, cha chút xíu ha. Mình hứa gì với mẹ đi. Con với em Út bây giờ là đã rất là yêu thương nhau rồi. Cho nên là má cứ yên tâm. Một cái đó là ok rồi. Con không chấp nhận má Linh. Cô tên là Dương Thị Mỹ Lan. Cô đang bán con trai ở với đường Nhà Bè đúng không? Đúng rồi. Lê Văn Lương hả? Lê Văn Lương đúng. Kính mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên Trần Thị Bảo Phương, sinh năm 98. 98 là mới có 22 tuổi thôi, đúng không? 23 tuổi. Trẻ quá trời luôn. Rồi mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, được 3 năm rồi chị. Ôi, vậy hả? Dạ. Mình có em bé chưa? Dạ rồi. Mấy bé rồi? Dạ một bé. Một chứ sao mới đây mà. Tại vì thấy là làm dâu của mẹ 3 năm rồi. Tưởng đâu 3 đứa. Lấy chồng mới 19-20 thôi, đúng không? Dạ không, em mới lấy chồng được 1 năm. Quen là 3 năm nhưng mà mới lấy là năm 19. À, trời, nó nãy giờ lòng vòng lộn. Thiệt rối luôn á. Tức là mới lấy chồng năm vừa rồi. Dạ. Được năm một bé. Hai đứa rồi nó ở nó có con thì để mai mốt ha. Sau đôi rồi làm đám cưới luôn không sao. Chứ còn chưa cái chuyện đó là chưa. À, tức là chưa chứ tổ nếu mà cưới. Nói mà mình giấu không được. Dạ. Thấy không? Hiện tại thì không biết công việc của em là ở nhà chăm em bé thôi hả? Dạ. Hay là mình có làm thêm gì không? Em làm nội trợ với lại là trong quán. Mình là quán gì? Dạ quán trà sữa. Rồi sao chăm em bé nhỏ nữa rồi hai người? Thằng nhóc này nó dễ lắm. Dục đó. Rồi bánh trắng trộn ăn chơi mẹ làm thôi. Dễ hả? Dễ quá. Dễ y chang mẹ luôn á. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Nói thẳng là giống con bé này nó quá nhỏ đối với thằng Khương. Thành ra cô cũng không ưng ý. Mới đầu là cô không ưng ý. Tại em nhỏ nhưng mà em sống trong cái nhà mà được cưng chiều, mà có kẻ ăn người ở, hiểu không? Con bé này với thằng kia trên là 8 tuổi lận.
mà thằng này thì nó đi tối ngày, thì con này như vậy thì mình cũng hơi sợ. Đúng rồi, dạ, lo con gái. Con nhớ không lầm là cô là mẹ của anh Duy Khương đúng không? À, Duy Khương đóng hài á chú. Rồi, dạ. Nhớ rồi. Con có ấn tượng gì với mẹ chồng của con? Con ấn tượng với mẹ chồng con là lúc mới tấp xe lại, thấy mẹ là người rất hiền, nhìn rất là phúc hậu, dễ thương mà mẹ cũng thân thiện. Trước đó con có ăn cơm chay của mẹ con bán không? Dạ chưa. Chúng ta người ta làm quen với chồng phải tới ăn cơm chay mấy lần để tìm hiểu làm sao, thậm chí ăn thiếu nữa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi mình về làm dâu á, mình còn nhỏ quá, vậy thì mình có gặp nhiều khó khăn không? Ban đầu á, em cũng thấy bản thân hơi bị dở một chỗ là mình không có biết nấu ăn gì. Còn nhỏ tuổi quá nên là không có biết chăm sóc mẹ chồng với chồng chu đáo giống như mọi người phụ nữ khác. Dạ. Có phụ mẹ bán cơm chay không? Dạ không. Có phụ mẹ làm đồ chay không? Dạ không. Có phụ mẹ ăn cơm chay không? Hiện tại là hai mẹ con mình cũng ở chung đúng không? Không. Dạ không, em ở riêng. Hai đứa này ở riêng, ở dưới nhà bè. Còn hai đứa này là ở trên đây. Những ngày đầu làm dâu á, cưới xong có ở với mẹ ngày nào không? Dạ không, mà em với anh ở riêng. Cưới xong ở riêng luôn. Dạ đúng. Rồi từ lúc cưới tới giờ con có bao giờ đến nấu cơm cho mẹ chồng ngày nào hay là dọn dẹp, dọn nhà, dọn cửa phụ mẹ chồng gì không? Dễ chưa. Chứ không mà trống lỏng vậy đó. Không có làm dâu ngày nào luôn. Dễ chưa. Dạ nè, cô ở dưới thì lúc nào cũng buôn bán, không có thời gian. Ở nhà hiện nay đang ở, cô đang ở với ai? Bà ở với nhỏ gái thứ hai. Vậy thôi đó hả? Vậy mà nếu con về đó con phụ mẹ hay là có thêm chị chồng này kia rồi mẹ chồng chăm sóc phụ. Thì nó ngay hai chị nó cũng thương lắm. Nhưng mà thôi thì tại vì cho hai đứa rồi nó sống để thoải mái hơn. Thoải mái. Dạ. Cái nhiều đứa con dâu nó về mà nó giống như nào giờ nó mấy nó cũng ngại. Dạ. Thì thôi cho hai đứa nó tự nhiên đi. Nhưng mà không biết là thời gian giữa cô và em á, có trò chuyện, có gặp gỡ nhau nhiều không cô? Rảnh á thì cũng lên Khương chơi vậy. Rồi bây giờ thì bán là lu bu quá, bán đồ nhiều quá, không có rảnh. Khách nhiều khi đi một hai bữa không có, người ta cũng nản. Dạ. Nên đã là cơm chay thì phải đồ chay, bán đồ chay, bán đồ hết, dòng chuỗi đồ làm hết. Bao lâu thì con về con thăm mẹ chồng lần? Dạ thỉnh thoảng có một tuần về hai ba lần. Con về con có phụ làm gì trong nhà với mẹ chồng không? Ôi khỏi, cái đó khỏi. Trời bây giờ có con gái gì sao làm gì. Dạ. Đó con nó mới có mấy tháng à. Giữa em và mẹ chồng có điểm nào hợp nhau không? Dạ hai mẹ con nói chuyện rất hợp. À, ngoài nói chuyện mình còn gì nữa, ăn uống hợp không? Hay là mua sắm có hợp không? Ăn uống chống hợp rồi quá. Thì em mẹ chưa có mà đi mua sắm với mẹ bây giờ. Chưa bao giờ đi mua sắm luôn hả? Em với anh thì có đi mua sắm á. Rồi cứ về cho mẹ. Em mua một cái là em sẽ mua cho mẹ một cái. Chứ chưa bao giờ đi riêng với mẹ hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy có điều gì mà không hợp với con dâu của mình không? Nó thì không có gì để không hợp. Tại nó cũng dễ thương. Yeah. Chứ nó không có gì mà làm cho mình phiền hết. Yeah. Yeah. Thì cũng ưng ý rồi. Nhưng mà lúc đầu thì không ưng ý thiệt. Yeah. Nhưng mà bây giờ càng ngày cũng như nói là nước chảy càng ngày tới đó. Mình gian con dâu này rồi nó quá chu đáo về mặt con. Chỗ đó là mình đã hãnh diện rồi. Dạ. Thì có điều gì con dâu làm cô giận không? Thì nói lúc đầu chứ bây giờ không có làm gì giận. Cười là nhiều hơn là giận. Nhưng mà cô, con thấy con dâu này hiền quá phải không cô? À nó hiền. Đúng. Hiền quá mà có bao giờ mà làm phật ý cô không? Chưa bao giờ. Có thằng con trai cô thôi. Ăn hiếp con dâu này luôn á. Cùa đại mẹ luôn. Trời đó đất ơi. Con này thì được cái nước là ngồi làm thinh không gì hết. Bỏ thành ra con dâu với mẹ chồng đó ưng ý nhiều hơn thằng trai. Con dâu quá hiền mà ít tiếp xúc với mẹ. Yeah. Mẹ chồng thì quá bận cũng ít tiếp xúc cho con dâu. Thật chất bây giờ thì cũng mới có chưa tới 1 năm nữa. Bởi vậy cũng chưa có hiểu nhau nhiều nữa. Đó, đó. À, rồi bây giờ chúng ta xem coi chàng trai sẽ nói điều gì nha. Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Chào cô Huyền Linh, chào Lê Lộc, chào má lại bé Ly. À, thật ra là ngày hôm nay á, Duy Phương rất là vui khi đứng ở phía sau của chương trình. Sau cái game show trước á, là đã được hẹn gắn quan hệ trước đây là có sự mâu thuẫn, có sự không hiểu nhau. Thì cái chương trình này á, là hai mẹ con đã quê rồi, rất là vui vẻ rồi, gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Thì em muốn cho mẹ em với bé Ly cũng có chương trình tham gia chung như vậy để mà có sự kết nối, gắn kết nhiều hơn. Thường thì ở nhà thì mẹ em với bé Ly á, rất là thân tính nhau. Mặc
dù là em là con ruột nhưng mà mẹ em sẽ không hiểu tính em đâu. Mà cái tính tình của em á không giống mẹ em mà bé Ly. Mẹ em với bé Ly á rất là hiền, rất là ít nói, đặc biệt là hay mắc cỡ. Cho nên hy vọng hai người phụ nữ hay mắc cỡ này á, không biết lên chương trình á, không biết nói gì không. Thì nhưng đây á thì hai người cứ đem con ra mà nói. Ví dụ như là có những lần á là trước đây là mâu thuẫn giữa mẹ và bé Ly thì đã được giải quyết rồi. Đã. Mẹ cũng lớn tuổi ấy, nên đôi khi nói chuyện có nhiều khi là không có từ ngữ, không có được gọi là nhớ hết. Thì ví dụ như là con ấy chưa, con ấy đi, rồi đắt buồn ấy, xíu được ấy nha. Nó từ cái gì ấy ấy thì Duy Khương rất là gọi là cái tính mà cái mình rất là lanh áo, bỏ mát cái gì mà cũng nói ấy là cái gì. Thì mẹ Khương sẽ bật là rất là bực luôn, là chửi lại liền luôn. Thì bé Ly là người lúc đó đứng cái giường đó nó hỏi anh biết má gì mà anh hay hay ghẹo mất quá. Đằng kia bé Ly là người can cho mẹ hai người con mình có bị cao trào quá. Thì hy vọng là mẹ với bé Ly ngày hôm nay sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hình như Khương nói hết rồi đúng không? Quỳnh Linh nghĩ rằng là hai mẹ con cũng cần có những cái ngày nào đó bảy chủ nhật mà hai mẹ con về ở chung một nhà đi. Mình ăn còn ở chung một nhà ăn uống chung rồi mình ở đêm, ngủ đêm chẳng hạn, tạo cái sự gần gũi nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Đó, hôm nay thì mẹ con cũng đã có phút trò chuyện với nhau. Mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con như nó cũng hoàn hảo đôi chút rồi. Đó, thì có nó từ từ đó, mình ép quá cũng được tại vì bây giờ đang lo con. Còn con muốn nói gì mẹ chồng không? Con muốn mẹ nên chế con nhiều hơn. Nên chơi mẹ. Xin gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Diary. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn anh nữa. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.